như con người chắc. Cô cũng nói thẳng luôn, cô cũng nói thẳng với con nha Hiền, con người đó đó con không nên đi chung với người đó. Mình lại nhà người ta đó, con người theo đúng phép lịch sự đó là mình đi ngang tới đây người ta hỏi chào hỏi người ta, tại sao đi lại mã người ta đứng như chân chỗ đó, đó là con người biết điều hay không biết điều. Đi tới đuôi đó làm gì, khi dễ người ta hay làm gì? Con người đó là Nam Mô Di Đà Phật nha, đừng đi lại lần thứ hai nha, lần thứ hai nha, giác đá chậu nó đó. Con cũng đừng buồn cô nghe Hiền, cái thứ đó là thứ mất dạy, không có ăn học, biết chưa? Chứ đừng nói mình đi chơi luôn vậy là mình ngon lắm hả? Hay là sao? Để nhà người ta mà mình đi kiểu cách như vậy đó là mất dạy, biết chưa? Đừng nói đi chơi luôn mà tao không dám làm gì nó nghe. Tao dắt chỗ nó quá đầu nó đó, đừng lại lần thứ hai nha. Thấy một kiểu cách như vậy là tao bực bội quá trời rồi. Đi lại nhà người ta là sao? Đi lại nhà người ta đi chơi luôn chứ, nhà trước cửa như chân mã mồ người ta vậy là sao? Con người có lịch sự hay là không? Cô Tư, cô chữ ai cô Tư? Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là buổi chiều mà đến thăm nhà cô Tư. Con chào cô Tư. Cô Tư đang làm gì đó? Lấy chén. Lấy chén hả? Lấy chén làm gì? Úp chén vô lào. Trời ơi cô Tư giỏi quá. Rồi chén mà cô Tư là cô Tư úp ở trên cái cây này gì đó hả? Trên cây phơi cho nó khô. Phơi cho khô ha. Cô Tư sống mình, cô Tư có thấy buồn không cô Tư? Không. Không hả? Rồi hôm nay cô Tư có dọn đồ quanh đây không? Hay là cô Tư để bên kia không? Ê, cô coi, cái dân cái đó kìa. Trời ơi. Cô Tư cái này là đang trở thành là diễn viên nổi tiếng rồi cô Tư. Đi Phật độ. Trời ơi, Nam Mô Già Phật nó bể cạt luôn rồi ông nội ơi. Cái thằng này nó phá hoại tôi không ông nội ơi. Dễ gì đồ của Tư sao con phá được? Vậy sao mới đạp cái chớp đó không có. Cô Tư ơi, cái này mà hôm bữa con đến con gặp mà nó ít lắm mà sao hôm nay mà con thấy gì mà nó đông quá trời đông hả? Tại vì lấy cái thùng để ra, đâu đông. Đông lắm. Không dám đông đâu. Hôm bữa cái này là một cái tiệm tạp quá nhỏ đúng không? Bây giờ nó thành một cái tiệm tạp quá bự rồi. Làm sao bự? Nó phát triển quá trời ơi, hôm bữa con gặp con cái hàng ở trong này nè. Đúng không? Vừa hàng trong đó. Bây giờ nó ra thành cái hàng ở ngoài nữa rồi nè. Ta kéo ra ngoài. Đó. Còn ở đẳng nữa kìa. Vậy đằng đó thì đằng đó người ta để sát chỗ đó. Nước mắm, nước màu, đồ bột ngọt, đường người ta để sát chỗ đó. Trời ơi, thằng này sao nó khó khăn thiệt ông nội ơi. Trời ơi. Nó mệt mày quá đi. Ý kiến, ý còn chút xíu mà cô Tư cũng không cho đó cô Tư. Vậy sao? Cảm ơn nha. Cô Tư có chuyện gì cô Tư kể cho con nghe cô Tư. Kể chuyện gì? Có chuyện vui hay là chuyện gì đó? Chuyện đâu có chuyện vui, chuyện chửi thì có. Đâu cô Tư, cái chuyện gì mà cô Tư chửi con nghe coi. Vậy sao, thôi mô Phật cấp này. Con hỏi cô Tư là cô Tư ghét nhất là ai cô Tư? Ghét nhất là ai hả, không ghét ai hết trơn á. Giờ cô Tư thương nhất là ai? Không thương nhất ai hết trơn á, thương bản thân mình thôi. Sao kỳ vậy? Chứ làm sao giờ? Đại biểu nói mà. Bản thân mà cô Tư thương nhất là bản thân cô ha. Ừ. Đây là cuộc sống hàng ngày của cô Tư nè, nghe quý cô chú anh chị. Quang chia sẻ cuộc sống hàng ngày của cô Tư Gia Trai cho quý cô chú anh chị xem. Thì cái ở nơi đây là cái chỗ ngủ cô Tư nè. Đó. Bây giờ cô đã dọn cái chỗ ngủ cô Tư xong rồi. Đó, thì giờ cô Tư bây giờ càng ngày là cô Tư càng dọn nhiều ra nha. Rất là nhiều thứ. Không còn chỗ để nữa. Giờ cô Tư thì ra lụm mấy cái gác của Tư nè, mấy cái gác để trên cái mấy cái chai nước của cô Tư nè. Cô Tư rất là kỹ nha. Đây là cuộc sống hàng ngày của cô Tư vậy đó. Là lá gác thì lên trên những cái chai của cô Tư là cô Tư dọn hết nha. Cô Tư siêng quá cô Tư. Con hỏi cô Tư là mấy cái chai nước này nè cô Tư.
sao? Cô Tư để là khoảng bao lâu rồi? Gần mấy tháng nay. Bao nhiêu tháng? 3 năm chưa? 2-3 tháng hà. Thôi đi ha, bao nhiêu mà 2-3 tháng cái gì? Trời ơi, Nam Mô Phật. Tôi để mà nó biết hay quá trời hay. Trời ơi, 2-3 tháng gì mà cỏ cây gì nó mọc đầy hết trơn mà cô Tư chị nói là 2-3 tháng. Trời mưa xuống mà mọc cỏ. Ít nhất là 3 năm rồi. Không. Vậy giờ không? Chứ bao nhiêu cô Tư cho cô Tư trả giá? Nó mấy tháng hà. Dù gì cô Tư cũng phải cho con trả giá chứ con nhìn mấy cái chai nó ngã màu là con biết là ít nhất là từ 3 năm đổ lên rồi. Thôi cảm ơn. Phải không? Nó khoan này bị tao nữa giờ. Cho cô Tư tối ngày cô Tư ăn hiếp con hoài cô Tư. Vậy sao? Nó không đúng ý làm sao không ăn hiếp. Ủa sao không chửi? Cô Tư biết hát biết ca gì không cô Tư? Thôi cảm ơn. Cô Tư biết hò không? Thôi cảm ơn. Bữa nào cô Tư hò cho con nghe bản thôi, cô Tư. Thôi cảm ơn. Hả? Nam mô Di Đà Phật. Bây giờ mày muốn cho tao lụm thì muốn làm sao? Vậy cô Tư lụm đi. Bây giờ mày lụm phải không? Mày muốn lại lụm phải không? Cô Tư giỏi quá. Đây là cuộc sống hàng ngày của cô Tư nè, nghe quý cô chú anh chị. Cô Tư dọn rác ở phía nhà của cô Tư. Đây là cô Tư là sống một mình, cô đơn thì cô Tư làm bạn với hàng ngàn những cái chai nước rồi nha. Hàng ngày thì cô Tư đi xách nước, nhưng mà cô Tư xách đặc biệt là cô Tư chỉ xách một lần chỉ có 2 chai nước thôi nha. Chứ không có xách 3 chai nha. Thấy không quý cô chú anh chị, đây là cuộc sống hàng ngày của cô Tư. Thì Quang đã chia sẻ cái cuộc sống của cô Tư như thế nào để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Thì hôm bữa Quang đến á, thì những cái nơi này nè, nó cũng rất là trống. Bây giờ hiện giờ thì cô Tư đã bài thêm rồi. Cái tiệm tập quá của cô Tư đã càng ngày càng rất là phát triển. Có thể là trong vòng 1 tuần, 2 tuần nữa có thể là nó ra tới ngoài này luôn á. Mà không còn chỗ để đựng nữa nha. Không biết ở đâu mà đồ cô Tư quá là nhiều. Bữa nay thì cô Tư nghe nói là cô Tư xách cũng rất là nhiều nước. Bữa nay cô Tư xách được mấy hàng nước rồi cô Tư? Có mấy hàng đó. À thêm mấy hàng đó hả? Ừ. Trời ơi. Mà sao con thấy cô Tư là mình xách nước lên mà cô Tư không có lựa những cái chai nào nó giống nó gần nhau mà để cho nó đẹp cô Tư? Không được. Cô Tư để lộn xộn chân vậy? Tại vì mấy cái chai mình xách nước lên thì mình phải lựa mấy cái trong rồi sao xách. Không, ý con nói là những cái chai nào mà nó cùng kích cỡ cô Tư để chung. Không những được. Cái chai nào mà nó bự á hoặc là nhỏ thì mình để riêng. Thì nhỏ bự đó. Tại nó lộn xộn chân á nè. Còn đằng đó lộn xộn á, tại vì mấy cái chai đó nó mình để mình đụm rồi mình để khí dại mẹ nó nữa mình hay sắp. Dạ. Yeah. Nếu mình sắp lại biết chưa. Cô Tư cho con một cái ý kia, con cho cô Tư cái ý kiến này cô Tư chịu không? Dạ yeah, sao? Bữa nào là cô Tư sắp thành những cái hình cho nó đẹp đẹp mà được không? Hình sắp hình đẹp đẹp là sao? Tức là sắp những cái chai nước này nè, cô Tư phải tạo cái hình, tạo cái kiểu nó, tạo cái giống như một cái đường đi, một cái lối mòn hay gì đó để cho nó nhìn đẹp. Cho cô Tư để tùm lum hết trơn rồi nó đâu được đẹp. Chai nào ra chai nấy đó hả? Ừ. Chai nhỏ ra chai nhỏ, chai bự ra chai bự đó hả? Ừ đúng rồi. Ờ sẵn thẳng từ từ đi. Từ từ là chừng nào? Kiếm chỗ đi. Trời ơi. Vài bữa nữa hả? Vài bữa nữa ha. Ừ. Cô Tư biết xếp hình ngôi sao không? Chị không biết. Trời ơi, sao biết mà không có sắp? Sắp không được. Sao hả? Tại làm biến. Biến hả? Ừ. Hàng ngày là buổi sáng là sớm là cô Tư làm gì? Cô Tư kể nghe cô xách Tư. Nước. Ờ, sáng xách nước. Rồi xong mà làm gì? Nấu cơm. Ờ, nấu cơm. Xách nước nấu cơm không hà? Chứ không mận gì trơn á. Rồi hôm gài cô Tư có đi lượm mà... Không. Gác với chai rồi đem về nhà không? Chiều mới lượm. Chiều tối mới lượm. Chiều mới tối với lượm ha. Ừ. Chập tối rồi cô Tư mới đi lượm hả? Tối mới đi lượm. Rồi cô Tư một lần cô Tư đi lượm là được nhiều không? Hả? Một lần cô Tư đi lượm là được nhiều không? Ít. Ít hả? Ừ. Sao bữa nay cô Tư giỏi với người ta? Hôm gài con không thấy cô Tư mà nhổ cỏ mà bữa nay cô Tư nhổ cỏ là sao cô Tư? Quá trời nhiều mấy dạy nè. Vì bữa nay nhổ bậy đó. À bữa nay nhổ bậy nữa ha. Ừ. Rồi, cô Tư giỏi quá. Bây giờ cô Tư dẫn con đi một vòng, cô Tư giới thiệu về cái kiệt tác nghệ thuật của cô Tư. Cô Tư nghệ thuật gì? Rồi cô Tư đứng về đi, giờ cô Tư giới thiệu từ đầu vô cho con ơi. Cái kiệt tác nghệ thuật của cô Tư là những cái nào đâu?
Cái nào? Từ ở ngoài đầu kia vô đó. Bắt đầu từ lúc mà đi vô rồi bắt đầu mình giới thiệu dài vô. Dài dài cái gì? Nó thì cái mấy cái phần ở đằng kia kìa. Đằng nào? Đó. Cái đầu đây nè. Đầu nào? Đó. Chỗ này nè. Đây nè, chỗ này nè. Đó, cô Tư lại đây đi. Cái chỗ này nè là cô Tư đã để bao lâu rồi? Cái này hả? Ừ. Mấy tháng rồi hả? Ừ. Rồi sao con thấy mấy cái tôn này nè cô Tư không có bán như chai đi, để ra chừng nữa mình đi lên cái giò đó là nó bị mà ấy đó cô Tư. Tại vì bị đứt chân rồi nó rất là nguy hiểm. Ừ. Tại vì kêu người ta mà người ta không chưa mua. Vậy để bữa nào con kêu người ta bán cái này chịu không? Ừ. Vậy ha. Ừ. Rồi cái này là cái gì? Cô Tư mới lượm hồi nào? Cô Tư lượm hồi nào hả? Lượm lâu rồi. Vô hả? Ừ. Thôi cái đó thôi con thấy bỏ đi cô Tư ơi. Không thì bỏ cô Tư. Bỏ cái gì? Cô Tư chất là cho đẹp coi. Để bán. Chất là cho đẹp coi. Quá xá rồi. Chứ mà hỏi cô làm sao mà cô Tư có thể nhét được mấy cái thứ này vô trong này cô Tư? Thì leo trên này nè. Leo nhét vô hả? Leo đó nhét vô. Trời ơi. Chúng lại làm sao? Cô Tư giỏi thiệt chứ. Rồi, cô giỏi Tư. Sao làm? Quá giỏi. Giờ bây giờ quay đây hay này vô rồi, rồi tới đây coi, tới chỗ này coi. Cô Tư làm diễn viên chính là giới thiệu con cái này coi làm sao mà cô Tư để mà cho nó mọc cỏ tùm lum hết trơn vậy, cô Tư không dọn dẹp gì hết trơn vậy. Thì em cắn từ từ. Ở đây nữa nè. Nè thấy không? Cô Tư nhổ mấy cỏ này đi, bữa nay nhổ mấy cỏ này đi. Cho nó thấy cho nó lịch sự cái. Chứ mình vô nhà mà gặp cỏ không gì coi sao được. Ừ, sẽ chất lại. Bữa nay là con đến là phải để cho cô Tư chất mấy này gọn lại mới được. Rồi chất gọn lại cái cô Tư mà dọn mấy cái cỏ này nha, cho nó đẹp. Không, cô Tư bữa nay giỏi quá, quá xuất sắc rồi cô Tư ơi. Hôm ngày mà cô Tư thấy nào sao cô Tư không dọn cô Tư? Thì không thẳng, từ từ dọn, trời nắng không sao dọn. Hả, làm gì? Trời nắng mà sao ngồi dọn được. Chiều cho nó mát ha. Chiều nó mát dọn mới được. Ráng dọn cho đẹp nghe. Ừ, nó thẳng đi. Mai mốt mà con ghé nữa là không có đẹp là không con giận cô Tư đó nghe. Mệt mày quá. Cô Tư cái này bây giờ biết dọn dẹp cho sạch sẽ nè. Ôi ôi, nó mọc nó nổi mà nó cứng ngắt luôn. Nó cứng tại nó bám dưới gạch. Dưới gạch thôi cô Tư. Nó cứng. Thì Quang chia sẻ cho quý cô chú anh chị biết là cái cuộc sống hàng ngày của cô Tư nè. Sáng là cô Tư đi mà múc những cái chai nước này nè, đem lên cô Tư chất đầy nhà hết. Rồi trưa thì cô Tư lại cô Tư ngồi đó. Rồi cô Tư nấu cơm ăn. Rồi chiều thì tối á, là cô Tư lượm dây chai hoặc là lượm những cái thứ gì đó bỏ của người dân á, cô Tư đem về cô Tư ăn. Thì hổm gài có các anh em YouTube á. Thì hổm gài các em YouTube á đã đến giúp đỡ cô cho cô ăn nên là giờ cô đã không còn đi lượm những cái thức ăn thừa nữa nha. Thì giờ cô chỉ còn lượm dây chai thôi. Cô về cô chất đầy nhà vậy đó. Giống như là cái cuộc sống của cô Tư là nó quen như vậy rồi. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có yêu mến kênh của Quang Phạm Cần Thơ, muốn Quang chia sẻ cái cuộc sống về của cô Tư gia trai thì hãy cho Quang một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ ạ. Quang chào quý cô chú anh chị và hẹn quý cô chú anh chị vào một cái clip tiếp theo ạ. Con chào cô Tư. Tư chào con cái cô Tư. Bye bye khán giả nè cô Tư ơi. Bye bye. Nhìn lên đây nè con chụp hình cái coi. Rồi. Tao đừng chắc mày bèn điểm một trang chụp hình. Tao đừng ấy sao được. Không có, cô Tư nhìn lên là để con chụp hình cái cô Tư đang dọn đồ coi. Rồi ok. Chưa. Một cái tay để đây nè. Ok. Chưa, để cái tay xuống. Rồi, sao?
nhìn dữ lên. Ừ. Rồi ok, quá đẹp rồi cô Tư ơi. Trời ơi. Bye bye, bye bye con cái cô Tư, đang con việc ơi. Rồi bye bye. Rồi.